Chào các bác, em lại tiếp tục về một lô loa PN V11. Loa PN V11 thì các bác biết rồi, nó là dòng hát rất là hay. Và nó là hàng của Made in Japan. Dòng này thì các bác chơi cũng rất là thích bởi vì nó chơi khá là bền bỉ. Và hay nói theo anh em từ dân gian, từ ngữ của anh em thợ thì là nó chịu đòn rất là tốt. Đấy, và hai nữa là cái tép của nó là tép nó có thể xoay được các cái hướng khác nhau. Cái này thì theo kinh nghiệm là khi em lắp phòng thì rất là hay, rất là tiện lợi. Đấy, các bác nhìn nó có thể xoay được các hướng. Đấy, thì theo cái góc ngồi của các bác nó rất là tiện để chỉnh. Nhiều khi treo lên những cái giá như thế này hoặc là giá như thế kia của em, nhiều khi cái góc của nó cũng chỉ đến mức độ một cái góc nào đấy, mình không thể chỉnh được. Mà một trong những cái mà khi các bác hát karaoke nó hay bị tiếng hú. Tiếng hú thực ra là cái gì? Tiếng hú chủ yếu là do tiếng tính âm cao thôi. Âm cao của khi mà mình hát cái mic nó cùng với cái tần số âm thanh của loa, là hai cái nó cùng tần số, khi cái củ mic bác hướng cùng với cái hướng của loa, chủ yếu là loa tép, nó sẽ có cộng hưởng tần số nên nó sẽ rít. Thì thực ra bây giờ nó có rất là nhiều các sản phẩm âm ly để các bác có thể cắt được cái đấy, nhưng mà nếu mà trường hợp mà những cái sản phẩm âm ly cũ của các bác ấy mà chưa có cái chế độ cắt kiểu cắt hú kiểu đấy, thì cái tép xoay này là một trong cái để mình có thể mình cắt được, bớt được, hạn chế được phần nào cái chuyện là hú. Và hai nữa là điều chỉnh được cái hướng âm. Có thể bác ngồi trong phòng bác chỉnh những cái giá kiểu như kia nó không đạt được, thì cái tép này bác có thể xoay theo cái hướng người ngồi. Các bác ngồi góc nào hoặc các bác xoay làm sao mà tiếng tép nó không bị chói chẳng hạn như thế. Thì người Nhật người ta sản xuất cái hệ này để mục đích là làm cái điều như vậy. Đây là lô loa PN V11. Lô này em đang trồng lên rất là cao. Dòng này thì chơi bền bỉ, và hai là các bác không bao giờ lăn tăn về hàng fake. Vì PN V11 này thì nó rất là không không em chưa bao giờ thấy hàng Trung Quốc mà nó fake cái hàng PN V11. Không hiểu lý do gì, chắc là số lượng nó cũng ít. Và điểm đặc biệt của dòng PN V11 này là với những cái bác chơi mà cái gì cũng thích nguyên bản thì thằng PN V11 này nó đáp ứng được cái đấy, chủ yếu là ở những cái gân. Bản thân thằng PN V11 nó là gân vải lụa, và các bác chơi biết rồi, những cái gân vải lụa này thì chơi không bao giờ nó bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tức là không bao giờ nó bị mủn đấy. Còn những cái dòng loa bô thì thế này, nó là gân mút, mà gân mút thì kiểu thì trong một thời gian dùng khoảng độ 10-20 năm tùy vào điều kiện sử dụng, môi trường ẩm ướt hay như thế nào đấy thì nó cũng tự mủn đấy. À, chơi những dòng PNV 11 là nó vậy. Hát rất hay, chịu đòn tốt. Các bác nhìn em cũng đang treo đôi V11 kia. Các bác có nhu cầu về cặp loa PNV 11 này thì alo cho em. Số điện thoại 098 369 8887.